Chiều ngày 23 tháng 10, trao đổi với PLO, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt tập trung khắc phục vụ sạt lở tại đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn. Cùng với việc giải tỏa lượng đất đổ xuống khu vực nhà dân và buộc dừng thi công công trình, chính quyền thành phố cũng đã có những động thái hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi vụ sạt lở này. Trước đó, chiều cùng ngày, sau khi đón một trận mưa dài, nặng hạt, một bờ ta luy của công trình xây dựng tại hẻm số 6 trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn bị sạt lở. Tại hiện trường, hàng trăm khối đất đá từ một công trình xây đã đổ xuống khu vực nhà dân bên dưới. Mặc dù vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân. Hiện ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác giải tỏa, khắc phục những thiệt hại.